Con bé ba mặn về rồi. Ba mặn, ba đi nợ đều. Đó là bạn xe mình giới thiệu nha các bạn nha. Các bạn có muốn đi thả diều không? Chiều mình đưa cho các bạn đi thả diều nha. Rồi đi quan. Xin chào các bạn nha. Đây nấu món canh chua các bạn ơi. Rất là ngon. Đó. Đây là mình nấu ra cá kho cà ri nha các bạn nha. Là món cá kho cà ri các bạn. Đây là cà chua các bạn ơi. Đây là thịt con chim cút đây các bạn. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Giờ mình sẽ cắt đôi ra. Đó các bạn nhìn thấy không? Ngon. Cắt đôi ra để chiên đi các bạn nhé. Cái này là me này các bạn à. Đó, đổ lên trên nước cá chua, các bạn nhìn thấy cá không? Chua quá. Tên lửa nữa. Mình sẽ cho giá vô. Xong sau đó là mình sẽ cho rau vô nữa là xong các bạn này. Rồi. Đó. Cho rau vô. Rất là ngon các bạn, cho hết vô rồi. Rồi xong rồi, bên đây là cá đó các bạn. Đó. Đó, cái này mình ướp vào này các bạn này. Cho gia vị mắm muối vào ăn nha các bạn nha. Đó, các bạn có thể nhìn thấy không nào. Chiều nay mình sẽ chiên cho các bạn ăn.